Nào bây giờ chúng ta hãy kết thúc đoạn mã cuối cùng của ứng dụng Hello. Để kết thúc ứng dụng Hello này, chúng ta cần phải hiển thị chữ xin chào một cách từ từ như thế này. Hiện tại nó đang được ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hàm hiển thị phần tử trang. Nào, hãy áp dụng kiến thức ở video trước để bắt đầu tra cứu trong tài liệu lập trình thư viện jQuery các bạn nhé. Ta vào trang API Documentation của jQuery. Ở mục Search, ta thử nhập từ Display an Element xem. Các bạn sẽ thấy ngay một danh sách các hàm ứng tuyển cho mục đích của mình. Và đập ngay vào mắt của các bạn là hàm Fading xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Ta thử đọc mô tả ngắn để xem phù hợp với lại mục đích ta cần không. Tạm dịch là hiển thị phần tử được chọn từ mờ đến rõ dần. Ồ, quả nhiên đúng là cái ta đang tìm. Nào, hãy xem chi tiết cách sử dụng. Cú pháp tổng quát gồm hai tham số và cả hai đều là optional, nghĩa là không bắt buộc sử dụng. Còn giá trị sau khi hàm thực hiện sẽ trả về là đối tượng jQuery. Nào, hãy coi cách sử dụng các tham số. Khi các bạn thấy có dấu ngoặc vuông bao quanh tên tham số, thì có nghĩa là tham số này không bắt buộc phải có mặt trong cú pháp của hàm. Tức là không dùng cũng chẳng sao. Ví dụ, tham số duration này, ta không sử dụng nó thì nó sẽ mặc định là con số 400. Vậy, 400 là gì? Nhìn mô tả ngay bên dưới thì hiểu ngay nó là một giá trị kiểu số để diễn tả độ dài thời gian cho việc hiển thị của phần tử. Và thời gian này được tính bằng milliseconds. Các bạn có thể sử dụng kiểu chuỗi bằng cách thêm vào dấu mở và đóng nháy kép bao quanh số 400. Nếu ta muốn lâu hơn thì cho một con số lớn hơn. Tham số thứ hai là kiểu hàm và nó được gọi khi hàm fading này đã thực hiện xong hiệu ứng hiển thị, nghĩa là kết thúc việc hiển thị phần tử được chọn. Đây là một kỹ thuật cao cấp khi các bạn muốn kèm theo sau một hàm là một hành động gì nữa. Ví dụ, sau khi thực hiện chữ xin chào, ta highlight dòng chữ đó và nhấp nháy chẳng hạn, thì các bạn sẽ sử dụng thêm tham số complete này. Chúng ta sẽ gặp những dạng tham số này rất nhiều trong những bài học sau. Đừng lo lắng vì trong bài học đầu tiên này chưa sử dụng đến nhé. Từ từ rồi cũng như, các bạn ạ, cứ yên chí. Tiếp theo là thêm hai loại cách dùng cho hàm fading. Nó thuộc dạng kỹ thuật cao cấp và phức tạp. Hiện tại chúng ta chưa có nhu cầu nên thôi bỏ qua, hãy chờ đó. Nhất định rồi có ngày sẽ chạm trán với mi nhé. Nếu các bạn rảnh thì đọc thêm những diễn giải cho hàm fading này. Cũng có ích đấy chứ, nhưng việc đó là của các bạn vì tôi đã hướng dẫn cách đọc hiểu trong video trước rồi. Sướng nhất là xem ví dụ để biết cách sử dụng và hiểu rất nhanh. Nhìn đoạn mã này, nó muốn hiển thị hình ảnh có ID selector là book. Khi các bạn click vào chữ click me này thì nó sẽ hiển thị hình ảnh đó theo từng bước như thế này. Các bạn thấy nó từ mờ dần đến rõ mồn một không? Và cuối cùng là animation complete. Thì đoạn mã cài đặt hàm fading này sử dụng hai tham số là duration và complete. À, các bạn thấy chuỗi giá trị flow này không? Nó tương ứng với con số 600 milliseconds. Sao tôi biết à? Thì đọc toàn bộ diễn giải trong trang sẽ thấy thôi. Trong đoạn mã vừa rồi không có cho mình thử nghiệm cụ thể vì nó đâu phải là đoạn mã hoàn chỉnh. Muốn được vậy hãy xuống phần example. Các bạn chịu khó đọc toàn bộ để biết trang có những thành phần gì, hoạt động ra sao. Ngay bên dưới chữ demo là kết quả hiển thị của trang cùng những xử lý nếu có. Không tin à? Để tôi click vào chữ click here này nhé. Ồ, cái gì hiện ra vậy ta? Tiếp nữa nhé. Wow, một cái màu xanh nữa hiện ra kìa. Thêm nữa đi. Quá đỉnh, lại thêm một cái màu tím dần hiện ra. Thử nữa thêm. Hết hiệu ứng rồi. Nhìn vào code trên ta sẽ hiểu ngay thôi. Các bạn nên dành một ít thời gian để xem nhé. Giờ tôi chỉ muốn nhìn vào code của hàm fading thôi. Các bạn thấy nó chỉ dùng một tham số với giá trị slow thôi đúng không? Đơn giản thật. Bây giờ, hãy quay về ứng dụng web của mình mà làm đi chứ. Chúng ta đang có đoạn mã thực hiện ẩn phần tử span đang chứa chữ xin chào. Giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một câu lệnh hiển thị span này nữa là xong.
Đó là thuật toán của chúng ta phải không nào? Giờ chúng ta viết đoạn mã thứ hai và dùng fade-in như thế này. Chúng ta thử không có tham số có được không nhé? Ồ, nó hiện ra rồi, nhưng nhanh quá phải không nào? Các bạn còn nhớ trong tài liệu nói gì không? Nếu không dùng tham số thì mặc định nó là 400 mili giây. Vậy thì quá nhanh. Chúng ta hãy để 1500 xem nào. Nghĩa là để xuất hiện 100% thì nó mất 1 giây rưỡi đúng không? Ok, lưu lại và chạy tiếp xem. Tốt, nó hiện chậm lại thấy rõ. Vậy là đúng ý của chúng ta rồi còn gì? Các bạn có thể sử dụng giá trị kiểu chuỗi thay số cũng được nhé. Quay lại mã nguồn, ta sẽ bao quanh 1500 bằng ký tự nháy kép thế này. Và kiểm tra thì các bạn cũng sẽ có kết quả tương tự. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được ứng dụng đầu tiên. Thật đơn giản phải không các bạn? Tuy nhiên trước khi kết thúc ứng dụng này thì chúng ta hãy xem lại đoạn mã đã được tối ưu chưa nhé. Hiện tại trong mã nguồn chúng ta chỉ có hai đoạn mã để thực hiện việc ẩn và hiển thị dòng chữ xin chào. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ thuật ngữ change method chứ. Vậy xem có thể áp dụng để rút ngắn dòng code này không nào? Để thực hiện change method, các bạn phải nắm rõ giá trị trả ra của từng hàm sau khi thực hiện là gì. Dòng mã đầu tiên ta gọi hàm hide. Ta cần biết hàm này trả ra giá trị gì. Hãy vào API documentation của thư viện jQuery để biết thôi. Trong thanh search, chúng ta nhập từ hide và nhấn enter. Hàm hide xuất hiện đầu tiên trong sách tìm kiếm. Đích vào xem chi tiết. À, may quá. Nó trả ra đối tượng jQuery. Và dĩ nhiên chính là đối tượng jQuery trước khi thực hiện hàm. Vì nó có thay đổi gì về cấu trúc DOM nó đang nắm giữ đâu. Cụ thể trong ví dụ chúng ta là thẻ span. Nó chỉ có nhiệm vụ ẩn thôi nên không trả ra một đối tượng jQuery mới. Yên tâm rồi nhé. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể dùng change method để thực hiện gọi tiếp tục hàm fade-in. Sao ta lại dám chắc chắn như vậy? Bởi vì đặng lệnh $span này cũng giống kết quả là đối tượng jQuery mà đặng lệnh $span.2 thực hiện. Cấu trúc DOM trong lệnh $span và $span.2 đều là một nên việc viết lại nhiều lần chi cho mệt và tốn thời gian. Hãy rút gọn thế này mà vẫn đảm bảo kết quả. Hãy xem lại và xem thành quả của mình. Trong tất cả các lesson của chúng tôi, các bạn sẽ được hướng dẫn cách giải quyết vấn đề, sau đó tối ưu cách viết mã để hiểu sâu sắc hơn về jQuery, cũng như tập cho mình một cái thói quen tốt như nhà lập trình chuyên nghiệp. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài học đầu tiên, làm quen với jQuery. Trong bài học này các bạn đã được tìm hiểu jQuery là gì, tại sao lại sử dụng jQuery, và các bạn đã bắt đầu viết những đoạn mã jQuery đầu tiên cho trang web của các bạn. Đặc biệt, các bạn đã được tìm hiểu cách tự tra cứu tài liệu jQuery khi các bạn gặp những vấn đề mới hoặc các bạn cần nghiên cứu jQuery một cách chủ động. Trong lesson 2, các bạn sẽ cùng chúng tôi làm một game show Lá Thăm May Mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong lesson thứ 2.